Tuần trước, khi căng thẳng leo thang tại Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đầy tự hào rằng ông đã phái một đội tàu hùng mạnh đến khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu tác chiến lại đang di chuyển theo hướng ra xa khỏi bán đảo Triều Tiên. Phải chăng đã có sự nhầm lẫn hay truyền đạt thông tin sai lệch? Ngày 18 tháng 4, quân đội Mỹ cho biết đội tàu thực ra vẫn còn ở Ấn Độ Dương vào cuối tuần qua để tham gia tập trận với Úc. Các quan chức cũng tuyên bố một loạt những sai sót đã khiến thông tin sai không được đính chính. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Hải quân Mỹ thông báo đội tàu chiến đang tiến đến một vị trí bí mật ở Tây Thái Bình Dương. Sau đó, các hãng truyền thông đưa tin rằng chuyến đi có thể mất một tuần, trùng hợp với dịp Triều Tiên tổ chức mừng ngày lễ Thái Dương, cùng nhiều đồn đoán nước này có thể sẽ tổ chức thử vũ khí. Trên thực tế, điều này đã xảy ra. Theo quy định, Hải quân Mỹ đã không công bố điểm đến chính xác, cũng như không cho biết đội tàu sẽ đến vùng biển gần đất Úc. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis lại khẳng định buổi tập trận với phía Úc đã bị hủy bỏ. Nhưng thật ra, ông Mattis đã nhầm lẫn giữa hai sự kiện. Đội tàu hủy bỏ chương trình ghé thăm nước Úc, nhưng cuộc tập trận thực tế vẫn diễn ra. Thế rồi, sau khi một tuần trôi qua với hô hào cứng rắn và một vụ thử tên lửa thất bại, ngày 17 tháng 4, Hải quân Mỹ đã đăng ảnh tàu Carl Vinson đang đi qua vùng biển Indonesia. Khi Lầu Năm Góc đang đính chính lại thông tin, thì các chuyên gia về Triều Tiên đang tìm hiểu xem liệu sự nhầm lẫn này có thể làm giảm sút uy tín của chính quyền ông Trump ngay đúng vào thời điểm Mỹ đang cố thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên.